Thôi, hôm nay anh ngủ trên giường đi. Đó, mỗi đứa một bên. Ý, đâu có được. Cô là người từng trải rồi. Lỡ nửa đêm cô ham lên, cô muốn uống. Anh nghĩ gì kỳ vậy? Anh làm như là tôi ham chuyện đó lắm vậy? Nè nè nè, cái này là cô tự nói nha. Mà má tôi dạy á, lời nói thì gió bay. Không được, cô phải ký vào giấy cam kết đàng hoàng tôi mới yên tâm được. Cam kết cái gì? Từ từ cô sẽ rõ. Tôi dí được nữa rồi, còn xíu nữa tôi xong rồi. Mà nè, để ngày mai được không? Giờ tôi buồn ngủ quá à. Tôi buồn ngủ lắm luôn á. Đâu được. Mai á, rồi lại hứa tới mốt. Lỡ tôi quên sao? Giờ tôi mới biết anh vừa có sở thích giấy trắng mực đen vậy á. Vì đây á là cái chuyện quan trọng, phải ghi ra giấy rõ ràng rồi ký tên vô. Lỡ bên nào có nuốt lời á, phải chịu trách nhiệm, chịu cái hình phạt của bên kia. Thôi thôi thôi, anh ghi lẹ lên đi, tôi còn đi ngủ nữa. Ngày mai còn phải dậy dọn dẹp, nấu cơm, làm bánh, rồi đi giao bánh. Còn phải về với má nữa đó. Thank you.